cây giống anh Trung xin kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn đang xem video ạ. Ở video hôm nay em xin giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn về cái cây lựu đỏ đang có rất là nhiều hoa và quả ở trên cây nhé. Hiện tại thì cái cây của nhà em lên chậu rất là đẹp. Trên cây thì cây nào cũng có ít nhất là 5-6 quả, có những cái cây lên đến mười mấy quả luôn ạ. Và trên cái thân thì rất là nhiều hoa. Cái hoa lựu này thì các cô bác anh chị cũng biết rồi đấy, cái hoa lựu này thì rất là đẹp. Vừa nãy em cũng vặt một quả để cho các cô bác anh chị cùng xem, là cái lựu này đúng là lựu đỏ nhé. Đây em cho mọi người cùng xem ạ. Em vừa mới bóc cái quả này, nó bé xíu thôi, quả bé xíu như cái chén thôi. Em vặt ở trên một trong những cái cây này đấy. Quả non thôi mà màu nó đã hồng đỏ rất là đẹp rồi ạ. Khi cái quả này nó già và nó chín đi thì cái màu đỏ này nó sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm. Đỏ thẫm ạ. Đấy, nó sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm. Và đặc biệt là cái lựu này rất là ngọt. Cái lựu này là lựu ăn quả nhé, các cô bác anh chị nhé. Lựu này rất là... lựu này rất là đẹp và ngọt ạ. Mọi người có thể về trồng vừa làm cảnh và vừa lấy quả để ăn. Nếu mà mọi người để lấy quả ấy, thì nên trồng ra cái cậu, nên sang chậu, ra những cái chậu to hơn. Tại vì nhà em làm cái chậu này nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, vừa với nó, vừa với cái cây lựu này thôi ạ. Đặc biệt là ở trong cái lô này, nhà em có lẫn một số cái cây lựu hoa vàng rất là đẹp. Và cái lựu này của nhà em thì đa số là lựu một chi, lựu một thân lên ấy ạ. Lựu một thân lên và mới bắt đầu ra tán. Thì mọi người về trồng ra đất, hoặc là mình trồng ra đất, hoặc là mình trồng ra những cái chậu to ấy, nó phát triển lên, nó phát triển, nó lớn lên thì cái cây của nó rất là đẹp. Cho mọi người cùng xem những cái cây lựu hiện tại đang ở vườn nhà em nhé. Đây nhá, cái hoa của nó rất đẹp ạ. Cái hoa của nó rất là đẹp. Em cho cô bác anh chị xem nhé. Hoa của nó rất đẹp, đặc biệt là những cái lựu này toàn là hàng một thân. Toàn là hàng một thân cao ạ. Và rất là nhiều quả, cái quả lá đỏ như này nhé. Anh mua gì anh ơi? Không. Không ạ. Đó, quả nó đỏ rất là đẹp luôn. Cây thì rất là sum xuê. Các cô bác anh chị cũng biết rồi đấy, trong cái lựu này thì nó có cái thành phần dinh dưỡng rất là cao, đặc biệt là ăn lựu này thì rất là mát. Khi mà mình mua lựu ấy, mình mua lựu ở những cái cửa hàng trái cây các thứ ấy, thì mình sợ thuốc. Mọi người có thể trồng một cái cây này thôi, một cái cây này và chăm bón thì nó cũng ra quả liên tục đấy ạ. Nhà em thì có rất là nhiều, ví dụ như cái cây này, cây này thì phải mười mấy quả, cây này rất là sai, thân cũng to. Cái gốc của cái cây này gần 3 cm ạ, cái gốc của nó là gần 3 cm và thoát thân cao lên 60 cm rồi bắt đầu phân cành tán ạ. Tán thì cũng tròn rất là đẹp. Cái cây này của nhà em cao 1m7. Đó, cao 1m7, cái thân của nó một thân lên gần 1m. Gần 1m thì về có tán ạ. Đặc biệt là những cái cây này, cây nào cũng rất là sai hoa và quả. Cái hoa và quả lựu thì các cô bác anh chị cũng biết rồi. Hoa của nó rất là đẹp.
Hoa rất đẹp và quả cũng rất là đẹp. Mình vừa có thể chơi để làm cảnh và vừa có thể lấy quả ăn ạ. Này, cái cây này cũng cao mét 6, mét 7. Nói chung là rất là đẹp. Và đặc biệt là có một cái cây lựu này, hoa của nó vàng và khi mà hoa của nó gần tàn thì nó chuyển sang màu hơi hơi trắng ạ. Đây nhá, cái lá của nó cũng khác lựu đỏ nhé các cô bác anh chị nhé. Và cái quả của nó cũng thế ạ. Quả của nó xanh, quả của nó xanh xanh ngắt luôn. Cái cây lựu này thì thỉnh thoảng nhà em mới có một cây thôi. Thỉnh thoảng mới lẫn một cây ở trong những cái lô này thôi. Đây, mọi người xem cái cây này này, hoa rất là sai luôn. Hoa sai lắm, hoa quả sai lắm luôn ạ. Giữa trời nắng mà nhìn nó rực rỡ cực kỳ. Trời nắng này mà nó rực rỡ cực kỳ luôn ạ. Đối với cái lựu này thì rất là dễ trồng, dễ chăm nhé các cô bác anh chị nhé. Cái lựu này thì mọi người có thể trồng ra cái chậu to hơn hoặc là trồng ra đất. Lựu thì rất là dễ chăm, thỉnh thoảng mình bón cho nó chút phân tổng hợp thôi hoặc là những cái phân vi sinh ấy, chứ còn nó cũng không khó. Và đặc biệt là lựu này thì cũng ít khi bị sâu bệnh thôi ạ, nó không mấy khi bị sâu bệnh đâu. Vườn nhà em thì rất là đa dạng các loại cây. Các cô bác anh chị mà cần tìm hiểu về cây lựu hay là bất cứ cây giống hay là cây độc lạ hay cây ăn quả gì thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0977 516 966 nhé. Số đấy em có Zalo luôn ạ. Em cảm ơn các cô bác anh chị đã xem video. Chúc cô bác anh chị luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào mọi người ạ.